Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án của người mẫu Ngọc Trinh, ngày 6 tháng 1, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989, người mẫu Ngọc Trinh, về tội gây rối trật tự công cộng. Được biết, trong quá trình điều tra, người mẫu Ngọc Trinh đã tỏ ra hối hận và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cụ thể, liên quan đến vụ án, Trần Xuân Đông bị đề nghị truy tố tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo kết luận điều tra, tháng 9 năm 2023, Đông đã tổ chức cho Trinh điều khiển mô tô lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Ngọc Trinh đã thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy. Tất cả các hành động này đều được quay video, biên tập rồi đăng tải lên mạng xã hội. Tính đến ngày 12 tháng 10 năm 2023, các video này đã nhận được 478.000 lượt thích, 4.881 lượt bình luận, 9.848 lưu video, 5.787 lượt chia sẻ. Tài khoản Facebook Trần Thị Ngọc Trinh, cô bé ăn hàng, cũng đăng tải các video nêu trên, thu hút 5.900 lượt tương tác, 438 lượt bình luận, 266 lượt chia sẻ. Tài khoản fanpage Facebook Ngọc Trinh có 2.7 triệu lượt thích, 5.9 triệu người theo dõi, đăng tải một video thể hiện Ngọc Trinh lái mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân. Việc làm của Ngọc Trinh gây xôn xao, bức xúc trong dư luận. Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Công an TP.HCM đã tạm giam Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông. Quá trình điều tra, Công an tạm giữ 3 mô tô không rõ nguồn gốc cùng nhiều tăng vật khác. Hai bị can đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Thời gian qua, Ngọc Trinh là cái tên gây xôn xao mạng xã hội vì liên quan đến những clip mạo hiểm tạo dáng khi lái xe mô tô. Trước hành động xem thường pháp luật, truyền tải thông điệp xấu xí, ảnh hưởng ít nhiều đến giới trẻ, cư dân mạng cho rằng mức phạt dành cho Ngọc Trinh còn quá nhẹ, chưa đủ răn đe. Thậm chí nhiều người cho rằng rõ ràng mức phạt hành chính đối với các lỗi vi phạm mà lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với Ngọc Trinh chẳng thấm vào đâu bởi người vi phạm này vẫn còn rất ngông. Tất nhiên, đây là thái độ của nữ người mẫu trước khi bị khởi tố bắt tạm giam vào ngày 19 tháng 10 vừa qua. Động thái này của Ngọc Trinh được thể hiện trước ồn ào cô bị phạt hành chính hơn 17 triệu đồng cho các hành vi điều khiển xe mô tô trên 175cm khối mà không có bằng lái, điều khiển phương tiện che lấp biển số, không có giấy đăng ký xe. Điều đáng nói, Ngọc Trinh vẫn đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh ngồi cạnh chiếc mô tô với chú thích. Chờ tôi nhé, một tháng thôi, nói gì thì nói, tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với mô tô nhé. Nhiều ý kiến cho rằng sự bất chấp của Ngọc Trinh là cố tình bởi cô muốn mượn ồn ào lái mô tô để đánh bóng tên tuổi. Trước ý kiến của cư dân mạng, Ngọc Trinh cũng lên tiếng. Cô phủ nhận nghi vấn của cư dân, đánh bóng tên tuổi hả? Vậy là bóng dữ chưa? Cùng với phủ nhận của mình là hình ảnh bị thương sau khi diễn chiếc xe mô tô vừa qua. Dưới bài đăng, trò chuyện với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Ngọc Trinh bày tỏ, đạo diễn thấy tên tuổi của em bóng hơn chút nào chưa? Bên cạnh đó, không ít bình luận của fan tràn vào hỏi thăm tình hình sức khỏe của Ngọc Trinh sau khi cô bị ngã. Được biết, sau màn diễn xiếc trên mô tô, Ngọc Trinh bị khâu bao mũi, chảy ở tay và chân. Trước đó, Á hậu Minh Phương, quản lý của Ngọc Trinh, cũng cho biết nữ người mẫu thừa nhận vi phạm luật giao thông, chấp nhận đóng phạt theo quy định. Do đang bị thương sau vụ tai nạn ngã xe, nên Ngọc Trinh không thể trực tiếp giải quyết vụ việc, phải ủy quyền cho người khác. Theo người quản lý, Ngọc Trinh sẽ tạm ngưng tập mô tô một thời gian, đợi sức khỏe hồi phục sau vụ tai nạn. Nếu còn tiếp tục tập lái mô tô, chắc chắn Ngọc Trinh sẽ tìm những địa điểm được cấp phép tập luyện để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, đồng thời không vi phạm luật giao thông đường bộ, Á hậu Minh Phương cho biết. Động thái của Ngọc Trinh trước khi bị bắt trên trang cá nhân thu hút sự chú ý. Cụ thể, cô đăng tải bức hình xác nhận thông tin xử phạt cùng dòng trạng thái, không thể chính xác hơn. Ngoài ra, Ngọc Trinh còn tiếp tục đăng tải bức hình và đoạn video thực hiện động tác diễn xiếc. Không dừng lại ở đó, cô cập nhật bức tranh vẽ có kiểu tạo dáng của mình trên mạng xã hội. Cô khen ngợi bức tranh rất dễ thương, dù biết là châm biếm, xúc phạm. Tuy nhiên, Ngọc Trinh không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, song cũng khiến cư dân mạng thấy bất bình. Nhiều người chỉ trích cô gay gắt, cho rằng thái độ của Ngọc Trinh vẫn dửng dưng, thậm chí có phần thách thức, chưa nhận ra lỗi sai nghiêm trọng của mình. Với màn lái mô tô phân khối lớn trong tình trạng không có bằng lái,
cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đánh giá Ngọc Trinh là người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, có những hành vi vi phạm pháp luật, thách thức dư luận cũng như lực lượng chức năng sẽ tạo ra những hệ lụy rất lớn cho xã hội, làm xấu đi hình ảnh của những người làm nghệ thuật chân chính. Do vậy, việc xử lý nghiêm là để những người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ không cổ súy bắt chước làm theo những hành vi sai trái đó. Hiện Ngọc Trinh đang bị lên án chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên trước đó nhiều người cho rằng mức phạt hành chính đối với các lỗi vi phạm mà lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với Ngọc Trinh chẳng thấm vào đâu bởi người vi phạm này vẫn còn rất ngông. Một người chỉ ra rằng sau sự việc ồn ào, người mẫu này vẫn đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh ngồi cạnh chiếc mô tô với chú thích: "Chờ tôi nhé, một tháng thôi, nói gì thì nói, tôi vẫn còn nhiều đam mê cháy bỏng với mô tô nhé." Cũng theo nhiều ý kiến, sự bất chấp của Ngọc Trinh là sự cố chấp bởi người đẹp gốc Trà Vinh mượn ồn ào lái mô tô để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, trước khi bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam vào chiều ngày 19 tháng 10, trên trang cá nhân nữ hoàng nội y phủ nhận nghi vấn này. Cụ thể, cô đăng tải hình ảnh chân bị thương và viết: "Đánh bóng tên tuổi hả? Vậy là bóng giữ chưa?" Luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật gia đình thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có thể cơ quan chức năng cho rằng hành vi của người mẫu Ngọc Trinh gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chưa kể Ngọc Trinh có lượng người theo dõi trên mạng xã hội lớn nên ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người. Khi bị phạt hành chính, yêu cầu gỡ các clip, Ngọc Trinh không gỡ, nên có thể là lý do cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hành vi Ngọc Trinh là sai, nhưng luật sư Hùng cho rằng có thể người này nhận thức chưa đầy đủ về mặt pháp luật, một phần xem mình là người của công chúng, nhiều khi bị bệnh sao, nên cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới những hành vi vi phạm. Luật sư Trần Minh Hùng cho biết thêm. Chiều ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Công an đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Hiện dư luận đang quan tâm hình phạt mà nữ hoàng nội y Ngọc Trinh sẽ phải đối diện khi bị khởi tố cùng lúc hai tội danh. Theo quy định tại khoản 1 điều 318 Bộ luật hình sự quy định, người nào gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ bị phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu phạm tội có tổ chức, xúi dục người khác phạm tội, dùng hung khí, tái phạm nguy hiểm, hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng theo quy định tại khoản 2, điều 318, bị phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Như vậy, tội gây rối trật tự công cộng có mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, căn cứ theo điều 341 Bộ luật hình sự 2015 quy định, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Nếu người nào phạm tội thuộc một trong các trường hợp như có tổ chức phạm tội 2 lần trở lên, sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng, thu lợi bất chính từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tù từ 2 đến 5 năm. Cơ quan điều tra xác định nữ hoàng nội y Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm. Hai người này còn cho tổ chức quay phim biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!